Rồi, cái điểm lưu ý đầu tiên là bạn cần phải cấp nguồn ổn định cho cái chiếc máy chiếu này hoạt động. Bởi vì một cái nguồn không ổn định thì sẽ làm cho cái chiếc máy chiếu dễ dàng tắt đột ngột trong quá trình sử dụng. Thì việc tắt đi đột ngột nhiều lần sẽ làm cho cái tuổi thọ của cái chiếc máy chiếu của bạn giảm xuống đến 50%. Cái yếu tố thứ hai mà bạn cần phải lưu tâm khi sử dụng một cái chiếc máy chiếu đó là không nên di chuyển máy chiếu hoặc là gây ra những cái chấn động mạnh cho cái chiếc máy chiếu của bạn trong quá trình sử dụng, bởi vì những cái chấn động hoặc là những cái sự di chuyển không cẩn thận sẽ làm cho cái chiếc máy chiếu của bạn không còn chip. Cái yếu tố thứ ba mà bạn cần phải lưu tâm đó là phải đảm bảo cho các hệ thống làm mát trên cái chiếc máy chiếu này hoạt động tốt, đặc biệt là cái quạt tản nhiệt và những cái khe tản nhiệt phải có cái sự thông thoáng. Bạn nên nhớ là phải kiểm tra quạt thông gió cũng như là những khe tản nhiệt phải sạch sẽ để giúp cho cái hệ thống tản nhiệt của máy chiếu hoạt động tốt, và từ đó nó có thể duy trì tuổi thọ hoạt động của cái bóng đèn chiếu và những cái thành phần linh kiện bên trong máy chiếu lên rất là lâu. Rồi, cái điều thứ tư mà bạn cần lưu ý là khi cái chiếc máy chiếu này tắt hẳn thì bạn mới được rút dây nguồn ra và di chuyển sang vị trí khác. Bởi vì khi nó không tắt hẳn mà bạn rút dây nguồn thì sẽ giống như một cái thiết bị máy chiếu bị mất nguồn đột ngột, làm cho cái tuổi thọ của chiếc máy chiếu chúng ta giảm xuống. Rồi, cái điểm thứ năm mà bạn cần phải lưu ý khi sử dụng một cái thiết bị máy chiếu đó là không nên đặt và sử dụng cái chiếc máy chiếu này trong cái phòng có điều kiện nhiệt độ quá nóng từ 33 độ trở lên trong một thời gian dài. Bởi vì cái điều kiện nhiệt độ như vậy cộng với cái lượng nhiệt phát sinh khi sử dụng cái chiếc máy chiếu như này trong một thời gian dài, nó sẽ làm cái chiếc máy chiếu nóng lên rất là nhiều, và khi vượt quá cái ngưỡng nhiệt độ dự định của nó thì nó sẽ tự động tắt. Cái điều thứ sáu mà bạn cần lưu ý khi sử dụng cái chiếc máy chiếu là nó liên quan đến độ sáng của cái bóng đèn chiếu, nghĩa là bạn cần phải điều chỉnh cái độ sáng của cái bóng đèn chiếu này sao cho ở mức độ vừa phải và phù hợp với cái điều kiện sử dụng. Bởi vì cái bóng đèn này càng sáng thì nó lại càng tỏ ra nhiệt lượng, làm cho cái nhiệt độ máy chiếu càng tăng lên. Cái điều thứ bảy cũng là cái điều cuối cùng bạn cần phải lưu ý khi sử dụng cái thiết bị máy chiếu, nghĩa là chúng ta cần phải bật cái chế độ eco hay còn gọi là cái chế độ tiết kiệm năng lượng điện khi sử dụng của cái chiếc máy chiếu lên. Thì cái điều này giúp cho cái chiếc máy chiếu chúng ta chẳng những là tăng tuổi thọ khi sử dụng, đồng thời còn giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được năng lượng điện tiêu thụ trong quá trình sử dụng cái chiếc máy chiếu này.